ở cương vị là một cái người điều hành cấp cao của doanh nghiệp thì chắc chắn là phải tham gia vào cái quá trình hoạch định chiến lược của doanh nghiệp. Một trong những cái thành công đó là trong thời gian làm ở công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên Vitis là trong cái việc là phát triển cái hệ thống phân phối cũng như là xây dựng cái thương hiệu Vitis mà tạo được cái chỗ đứng trong người tiêu dùng Việt Nam. Và thương hiệu Vitis không chỉ phát triển tại thị trường Việt Nam mà còn có thể là phát triển mạnh trên thị trường Trung Quốc, là một cái có thể nói là nơi gọi là công xưởng giày dép của thế giới. Một cái kinh nghiệm tiếp theo đó là trong cái việc mà cùng với ban điều hành của tập đoàn Kindo đã phát triển, đưa công ty Kindo phát triển vượt bậc trong cái giai đoạn mà công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán và không ngừng nâng cao cái doanh số cũng như là cái thị phần của mình để trở thành một cái doanh nghiệp bánh kẹo mà dẫn đầu thị trường Việt Nam. Gặp gỡ chuyên gia Lê Phụng Hào, nhà đào tạo huấn luyện về quản trị chiến lược với 20 năm kinh nghiệm thực chiến và đảm nhiệm các cương vị phó tổng giám đốc tại các tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Kindo, Vitis, ủy viên hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Sen, giám đốc công ty GAAC, đặc biệt giao lưu trực tiếp cùng chuyên gia, hỏi đáp và tháo gỡ mọi vướng mắc ngay tại khóa học và trong quá trình ứng dụng và thực tế. Hẹn gặp lại các bạn tại Học viện Doanh nhân Alpha Leader, Học viện Doanh nhân Alpha Leader, quản trị thực chiến cho lãnh đạo.